Mời quý vị và các bạn theo dõi mục ý kiến cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11. Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức tại 12 điểm, trong đó huyện Kim Động và huyện Quế Châu mỗi địa phương 2 địa điểm. Tại các địa điểm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách tham dự. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thông qua một số nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua khoảng 65 báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 12 và 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã có các nghị quyết phê duyệt danh mục hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn. Đến nay các trụ sở đã và đang được triển khai xây dựng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trụ sở công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang mới được đưa vào sử dụng khang trang với đầy đủ tiện nghi và các phòng chức năng, giải quyết được những khó khăn về nơi làm việc cũng như sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân địa phương. Trụ sở đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình đón tiếp người dân thì người dân cũng thuận tiện trong các cái thủ tục hành chính, và đặc biệt liên quan đến các cái yếu tố nghiệp vụ thì cũng đảm bảo hơn so với khi mà ở cùng với cả trụ sở của ủy ban. Để có được cơ ngơi này, cùng với sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh, còn có sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương. Tổng kinh phí là 9 tỷ, trong đó thì ngân sách huyện là 4 tỷ 2, còn đâu ngân sách xã đối ứng. Khi mà chuyển sang trụ sở mới thì người dân rồi các doanh nghiệp đến làm việc liên quan đến các cái thủ tục hành chính liên quan đến công an, lực lượng công an thì thấy rằng nhận rõ cái sự phấn khởi của người dân. Cũng như xã Xuân Quan, công an xã Long Hưng trước đây chưa có trụ sở làm việc độc lập, phải làm việc chung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chưa có phòng trực ban tiếp dân, phòng họp và phòng làm việc riêng, chưa bố trí được bếp ăn tập thể, nơi ngủ nghỉ sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ trực đơn vị. Tuy vậy, giờ đây, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có trụ sở làm việc mới, bảo đảm cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Công năng sử dụng đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, về nơi ăn, chốn ngủ, về phòng làm việc, cũng như về tiện nghi sử dụng, đảm bảo và phục vụ tốt cho lực lượng công an xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại kỳ họp thứ 12 và 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã có các nghị quyết phê duyệt danh mục hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn. Theo đó, mỗi trụ sở công an xã, thị trấn xây dựng mới được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Tính đến nay, trừ 22 xã trong diện sáp nhập, còn 125 trên 147 xã, thị trấn trong đề án thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở mới. Ngoài ngân sách của tỉnh, ngân sách cấp huyện, cấp xã bố trí phần còn lại. Các trụ sở đều đảm bảo diện tích theo đề án từ 1.500 đến 2.500 m2. Các vị trí đất được quy hoạch xây dựng đều nằm ở những khu vực trung tâm xã, thị trấn, thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương và có tính kết nối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cơ sở. Hiện có 105 trên 125 đơn vị ban hành nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay có 18 trên 125 trụ sở đã khởi công xây dựng như xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, xã Bảo Khê, Phú Cường, Liên Phương, Phương Triều, thành phố Hưng Yên, xã Bình Minh, Tân Dân, Đại Tập, Tứ Dân, Tân Châu, huyện Quế Châu, xã Thanh Long, Đồng Than, Hoàn Long, Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Theo nghị quyết, mỗi trụ sở hỗ trợ là 2,5 tỷ. Số tiền còn lại thì là do huyện và xã là đối ứng. Trung bình mỗi xã hoặc huyện thì đầu tư vào trụ sở khoảng từ 8 đến 10 tỷ đồng. Từ giờ đến cuối năm 2023 này thì chúng tôi đã phấn đấu là sẽ được phê duyệt 100% trụ sở được phê duyệt chủ trương đầu tư, và phấn đấu là 40 trụ sở đã được khởi công xây dựng trong năm 2023, và từ nay đến hết năm 2025 này 100%
cái trụ sở sẽ được khởi công xây dựng. Có thể khẳng định các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về duyệt danh mục hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chiến đấu của lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng lực lượng công an tại cơ sở chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Việc giữ gìn ao làng trong xu thế hiện nay là rất khó khăn. Một số chính quyền địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến các ao làng bị lấn chiếm, dẫn đến kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri. Trong một ý kiến cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh của chúng tôi về chủ đề này. Dãy ao họ, còn gọi là ao nông dân tập thể này, tại thôn Kim Lũ, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, bị một số hộ dân san lấp từ trước năm 2010. Tuy nhiên gần đây, có một hộ dân vẫn cố tình san lấp để làm lối đi cho gia đình. Các cái ao này trước kia là có chủ, sau khi vào hợp tác xã thì là đất của hợp tác xã. Tất nhiên là không nhà nào là không lấn chiếm, cả khu đất đây đều là lấn chiếm hết. Nhưng mà được địa phương công nhận, tất cả đây đều không có giấy tờ. Qua một thời gian cống tắc nghẽn hay như thế nào đấy chúng tôi cũng không biết. Cứ động mưa to là nước dành hết lên sân lên vườn. Đấy, thì là chúng tôi cũng chỉ mong muốn làm sao cho giữa địa phương cũng như là trên xã làm thế nào để cho cái dòng chảy của chúng tôi cho nó thông thoáng, mưa úng ngụt nội là chúng tôi không bị ngập. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cùng với sự bức xúc phản ánh của nhân dân và cử tri tại thôn Kim Lũ về tình trạng có hộ san lấp ao làng để làm lối đi và làm vườn ảnh hưởng đến dòng chảy, đại diện thôn Kim Lũ và xã Phù Ủng đã lập biên bản vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn việc san lấp ao làng. Riêng chỗ nhà ông Hạ vừa rồi thì cũng đã bị xử lý vì gia đình đã lấn chiếm mất một phần. Sau khi mà có ý kiến của công dân là chúng tôi đã thành lập đoàn, thành lập biên bản và cho xử lý là yêu cầu gia đình xúc nên là hoàn trả lại dòng chảy cho nhân dân. Đã xúc rồi vì là ao sâu thì nó cũng khó. Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi có 12 ao làng, trong đó có 2 ao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định đưa vào danh sách cần bảo tồn từ năm 2021. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, xã đã có những giải pháp để bảo vệ các ao làng của địa phương, trong đó có việc tuyên truyền để người dân hiểu được tác dụng của các ao làng tới việc giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn. Nhờ vậy mà việc lấn chiếm, san lấp ao làng tại đây đã được hạn chế rất nhiều. Cô lạ cũng có. Nhưng mà lấn chiếm ao nó có ít hay nhiều thôi, vì cái lượng nó không đáng kể gì, xã có đến nhắc nhở thì cũng có múc lên thì lập biên bản nhiều hộ. Nhờ lấn chiếm nhiều thì người ta xã đều cho người đến múc lên và lập biên bản. Ao làng, giếng làng hoặc những dạng cây xanh như một lá phổi giữa làng không chỉ là cảnh quan của các vùng quê Bắc Bộ khi xưa, mà còn có phần điều hòa sinh thái, cân đối môi trường trong điều kiện phát triển công nghiệp và đô thị như hiện nay. Chính vì vậy mà việc bảo vệ các ao làng đã được tỉnh Hưng Yên rất quan tâm. Tuy nhiên, cần lắm sự vào cuộc của cấp thôn và chính quyền các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để có biện pháp hữu hiệu bảo vệ các ao làng còn lại. Trên địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, có một cây cầu xây dựng đã lâu năm, chật hẹp, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Cử tri xã Thủ Sĩ và Thiện Phiến đề nghị huyện Tiên Lữ hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng cầu Ông Thỏ từ DH72 sang xã Thiện Phiến vì cây cầu này hiện không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là cầu xây dựng từ lâu, bắc qua kênh Lê Như Hổ, nối từ thôn Thất Viên, xã Thủ Sĩ sang thôn Toàn Tiến, xã Thiện Phiến, theo ý kiến của cử tri. Đây là đoạn đường lớn, người và phương tiện đi lại rất đông, nhưng cầu lại nhỏ, đã xuống cấp, vì vậy thường xảy ra ùn tắc hoặc va chạm các phương tiện qua lại, nhất là thời điểm thu hoạch nông sản. Chuyên mục ý kiến cử tri do Phòng Thời sự Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.